Mày mứng cái gì cả. Cà mứng đi. Em mời các anh chị và các bạn, các em, các cháu vào tiệm bánh phi xà nha. Đây là mấy chiếc xe đặng khách hàng order rồi đi body giao tận nhà. Cái này mấy người công nhân đi làm đặng giao phí xà cho ta order. Là ông xã vừa giết thôi, thì ta phải giết chứ. Cảnh đi giết đi. Mấy phút rồi cho ho không chơi? Mấy phút rồi cho ho? Cảm ơn hả? Cảm ơn rồi. Thì đó, mừng xôm có nó hồ nó quay á bác. Không hả? Tao nó xâm quay tí bắn có năng tặng ý quá nha. Hello. Order hả hả dạ? Thank you. Trời khô nha, chắc cuối. Ok. Ok, ta sẽ. Do you need napkin? Like I'm just, we talk way too much and we just, I don't know.